Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay, yêu nhiều hơn lúc xưa.
xưa, anh trông thấy bao bông hoa trên đời. Anh không thấy người nào xinh hơn em, vì anh yêu tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. I want to say congrats to my sister and my father and mom. Hope you guys are happy. Thì Ngọc với Tuấn với Quyền biết lâu, với nhau cũng khoảng 3-4 năm rồi. Thì thấy hai bạn đám cưới thì Ngọc rất là mừng. Đầu, Ngọc cũng muốn chúc hai bạn 100 năm hạnh phúc. On your wing, I know you guys for like 10 years now. I'm really glad that you guys came together and make this. I hope you guys have a better future. And congratulations, Dad. Han, Edwin, congratulations on your wedding. You've been my best friend for about 10 years. And I'm very happy on this day that you picked me to be your best friend. Congratulations to you guys. Hope you guys stay happy together. Ngày hôm nay là ngày vui của hai em, chúc hai em 100 năm hạnh phúc, chúc hai em mãi mãi bên nhau, mau có baby. Ngày này là ngày rất là vui và rất là đẹp. Thì xin phụ chúc cho hai đứa khi nào ở bên nhau và ngày nào cũng hạnh phúc giống như ngày hôm nay. Em chúc cho anh chị 100 năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, mãi mãi luôn bên nhau vậy nhé. Congratulations. Chúc Quyên ngàn lớn 100 năm hạnh phúc. Bà có baby. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây, em giật
nhiều hơn lúc xưa. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Quý vị, lời hân hoan chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất của chúng tôi. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome everybody. Và sau đây chúng tôi xin phép quý vị để mời thân phụ mẫu của chủ đề và thân phụ của cô dâu lên trường bày với ông để chào mừng quan khách hai họ và tiền việc giới thiệu. Trân trọng kính mời. Và bây giờ chúng tôi nhờ cô Vân Châu mời cô dâu và chủ đề cũng như cả cô dâu và chủ đề phụ lên trước máy vi âm để con cách hai họ chiếm ngược dung nha. Mời cô Vân Châu. Ladies and gentlemen, the important moment right now is right now that you will see this beautiful evening and you will witness the beautiful, those beautiful groomsmen and the bride maids. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Are you ready? First of all, it's a flower bear Ivan and the bear Jonathan. Woo! Please welcome the first couple. This is a very special and dream home. She's the oldest sister, the maid of honor. Younger brother, please welcome Winwin and Jung Ho.
who is the cousin. Please welcome the sixth couple, Yule and Lee. Để chúc mừng đôi tân hôn, xin quý vị hướng về đằng sau và bức tường của thính phòng để chúng ta cùng với nhau nói về cái chuyện tình của cô Quyên và anh Tuấn do cái một group producer của One Media Company đã rất là cực công, họ đã làm việc và direct cũng như quay phim, nhưng nội dung của trong phim giống như là chuyện tình của hai người, và đến ngày hôm nay thì có được ngày vui. Director photography do Hubert Nguyen. Will you go on with me? Yes, I will.
I love you. Today at Cardinal Center, and welcome everybody. Now it is a very important moment. I would like to, ladies and gentlemen, để kính thưa quý vị, xin mời quý vị đứng lên. Và đến lúc phút này, chúng ta cho một tràng pháo tay cho đôi tân hôn Thúy Quyên và Quốc Tuấn. Quốc Tuấn, yêu thương anh luôn. Giới thiệu những người thân của gia đình Ái Hòa từ các tiểu bang xa xôi đã bỏ chúng thi giờ quý báu trong ngày cuối tuần để đến đây chia vui với gia đình Ái Hòa trong buổi tiệc cưới của hai cháu ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi đặc biệt hân hạnh giới thiệu ông bà Hồ Trí, là ông bà nội của cô dâu từ tiểu bang California đến đây để dự buổi tiệc cưới của hai cháu. Trân trọng kính mời. Ngoài ông bà nội của cô dâu ra, còn có các cô chú của cô dâu từ tiểu bang California cũng như ở bên Texas đến đây để dự buổi tiệc cưới của hai cháu. Mời các cô chú của cô dâu. Kính thưa quý vị, về phía bên đàn trai có bà Nguyễn Đối từ thủ phủ Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, là người thân và cũng là người đồng nghiệp với thân phụ của chú rể, đến đây để dự buổi tiệc cưới của hai cháu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin phép được giới thiệu thân phụ một của chú rể. Đây là ông bà Nguyễn Tha, là thân phụ một của chú rể trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, it's the parents of the groom. Quốc Tuấn, chú rể còn có một người chị dâu và hai cháu. He also is a his sister-in-law. Ngoài ra chú rể còn có ông anh và bà chị dâu là Nguyễn Quang Tiếp và cháu. He's also have a brother Stanley also here too. Và sau cùng là chú rể có cô em gái là Kim Nguyệt. That is a lovely sister. Please stand up. Thưa quý vị, thân phụ của cô dâu là ông Hồ Sĩ Thành. Ladies and gentlemen, please welcome the bride's father, Hồ Sĩ Thành. Thưa quý vị, thân mẫu của cô dâu chẳng may mất sớm, nhưng hai ông bà đã có tất cả là ba người con. Người con gái đã có gia đình và đang sống hạnh phúc bên cạnh chồng con cùng tại thành phố Sioux City này. Cô dâu là người con gái thứ hai. Ngoài ra, cô dâu còn có một người em trai, tuy là em nhưng tuổi trẻ tài cao trên bước đường yêu đương tình ái nên đã có gia đình và có con và hiện đang sống hạnh phúc bên cạnh vợ con. She has also have a brother, a younger brother, but you know what? Younger brother kind of like a speed up ding over her, and he already married and have a beautiful children. Nói chung cả hai gia đình, đại gia đình bên trai cũng như bên gái,
đã có một đời sống thuận hòa, vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày lần tháng tốt, ngày 27 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Đinh Dậu. And the ceremony took place yesterday, May 27, 2017, at family's home at home. Thưa quý vị, cô dâu trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay, tên cháu là Hồ Thị Thủy Nguyên, một thiếu nữ sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình nho giáo, lễ nghĩa, đạo đức tại thị trấn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền thì đầu cành hồng, em mừng lấy được ông chồng đẹp trai. Thưa quý vị, chủ đề tên họ là Nguyễn Quốc Tuấn, một thanh niên sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình đạo giáo lễ nghĩa, chăm chỉ học hành và làm việc, hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Con chim sân chân đầu cành cái nhà, anh yêu một người nói tiếng Quảng dễ thương. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi có một câu hỏi cho cô dâu và cũng một câu hỏi cho chủ đề. Hai cháu thân mến, theo chủ biết thì hai cháu đã quen biết nhau từ lâu. Vậy cô dâu có biết tên thân hình của chủ đề nơi nào là cứng nhất, quý nhất, suốt đời thương yêu nhất không? Xin cô dâu trả lời. Cô dâu trả lời thật lớn. I would like to introduce an interpret here. Yeah, bạn. Bạn. Và bây giờ có một câu hỏi cho chủ đề. Sau một thời gian dài quen biết của hôm nay, hai cháu đã trở thành vợ chồng. Vậy chủ đề của việc tên thân hình của cô dâu nơi nào đẹp nhất, quý mến nhất, suốt đời không bao giờ quên? This question for the groom. Do you know what part in the bride's body, your wife's body, is the most beautiful? Dạ, xin bác, con không biết. Ngày xưa, khi Thượng Đế mới khai thiên lập địa, Thượng Đế chỉ tạo nên ông Adam, mà Thượng Đế đã lấy cái xương hông, có nhiều nơi người ta gọi là cái eo, để tạo nên cái hình hài của bà Eva và làm vợ cho ông Adam. Bởi vì cái eo, cái hông của người đàn bà Việt Nam nói chung hay là người vợ nói riêng, suốt đời người chồng thương yêu, ôm ấp, quý mến, lúc nào cũng thương vợ, ôm cái eo, ôm cái hông, đó là cái sự tình cảm giữa hai vợ chồng. Vậy chú trả lời cho con biết, vợ con, đến thân hình vợ con đấy đẹp nhất là cái eo và cái hông của vợ con. Bây giờ cô dâu sẽ đặt hai tay lên vai của người chồng và chủ đề dùng hai tay ôm cái eo của người vợ nơi thương yêu ôm mắt nhất. Và bây giờ quý vị có đồng ý cô dâu và chủ đề sẽ trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn bằng cháy để kỷ niệm trong người của hai người không? Yeah, cô dâu và chủ đề. Thưa quý vị, chắc bây giờ quý vị cũng nhận thấy rằng hôm nay không riêng gì cô dâu cụ rể, không riêng gì sáu cô dâu cụ, sáu cụ rể phụ và tất cả chúng ta, ai cũng ăn mặc lịch thiệp trong cầu vẹn đẹp thẳng ra và vui tươi như những cành hoa anh đào vừa trồng nở vào những buổi sáng mùa xuân đầy nắng ấm và trời xanh mây nặng. Nếu quý vị đồng ý như vậy, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để buổi tiệc cưới của cô dâu và chủ đề hôm nay thêm phần vui nhộn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, theo tiếp lời yêu cầu của gia đình hai họ, chúng tôi xin đại diện cho gia đình hai họ xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ở xa cũng như ở tại địa phương đã bỏ chút thời giờ quý báu trong ngày cuối tuần để đến đây chia vui của gia đình hai họ chúng tôi trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Chúng tôi đã cố gắng tổ chức buổi tiệc cưới nhưng không thể nào tránh khỏi được những sự sơ sót. Vậy kính xin quý vị thương tình thông cảm cho tất cả tình cảm tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, thank you so much. We will speak here in behalf of family, both family bride and groom, who say thank you very much for your time, your energy, and come here to celebrate with us. God bless you. Thank you.
Ladies and gentlemen, right now we start. Và sau đó họ sẽ tiến về
ở bánh cưới và họ sẽ tắt lần đầu tiên trong bánh cưới trong đời của họ. Xin mời cô dâu chú rể lên sân khấu. Tình thương của tất cả các vị, tình thương các bác, các cô, các chú, anh chị em đã đến chung vui với hai chúng con ngày hôm nay. Hai con có một lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý vị, các bạn, các anh chị, ông bà, bạn bè đã đến dự buổi tiệc của chúng con hai con hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Me and Quinn would like to thank you everyone for coming here today. And hopefully everyone here will have fun tonight. Stop singing it, ringing it, my
affections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win, 'cause I give it all. Xin đại diện cho nhà họ Trai xin cảm ơn quý vị đã chịu khổ đến đây để chúc mừng cho hai con chúng tôi. Tôi xin cảm ơn hai họ. Ngày vui của hai cháu, chúng tôi xin đại diện cho gia đình bên gái cảm ơn nhà trai cũng như quý vị quan khách đến đây tham dự lễ cưới của hai cháu ngày hôm nay rất trọn vẹn và rất hạnh phúc. Chúng tôi cầu mong hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chân thành của quý vị đã đến tham gia buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Chân thành xin một lời phát biểu của trong ban này. Tuấn với Quyên, chị rất là vui vì ngày này nó đã tới. Chị cũng mong muốn là tụi em có một cuộc sống hạnh phúc và mãi mãi bên nhau cho tới khi răng long tóc bạc, nhớ và yêu thương nhau suốt đời. Tại vì cái người mà mình thương và người ta thực sự thương mình rất là khó kiếm, thì hãy trân trọng những cái khoảnh khắc có được với nhau. Tại vì cuộc đời nó rất là ngắn, thì chị không có biết nói gì hơn, đó là chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều gia đình bên nhà Nam, nhà nữ, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin một lời chân thành của chúng bạn này xin. Là nhỏ nhất của bạn này ngoài lớn hơn vợ con thôi, nhưng mà là tại vì má Cúc với lại má không được đẹp đứng lên, con xin đại diện cái bạn này là đầu tiên là chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc. Anh đã chúc rồi, nhưng mà cái này đại diện bạn nói thôi. Thì anh á thì nói sao, nói một mẹ không có được một mẹ, chỉ mong rằng hai đứa sao hiếu thảo với cha mẹ hai bên, bù lại những cái gì mà mình đã bỏ qua, bỏ qua hết thôi. Làm lại từ đầu là thấy pha pha này anh mừng rồi, thấy hai đứa lên đôi vợ chồng anh cũng mừng nữa. Chúc mừng cho chú với lại bà bố Hà, người có dâu hiền, người có rể thảo. Chúc cho hai họ trăm năm, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Đây là món quà của các con chú bác gửi tặng cho em. Tôi của hai gia đình nam và nữ bây giờ không có gì hơn, xin chân cảm ơn từ nhiệt tình và đến chung vui trong ngày hôm nay. Các bà con ở trong bàn xin chúc mừng hai gia đình có dấu hiệu và thể thảo, thật là một cặp đôi là rất là tái tài gái sắc, chẳng có gì hơn. Hai mặt trong bàn tôi chúc mừng hai cháu hạnh phúc cùng hai gia đình bên trai và bên gái được hạnh phúc. Me and Quyên would like to thank you all for coming here today. Thank you so much everyone for coming here today, joining our big day. So thank you very much. We are very happy. We are very, very happy. Thank you. I just want to say that you two are perfect together, and we always give Ton a hard time, but we do love him. And congratulations. Thank you very much.
thay mặt cho mọi người ở bàn này chúc hai cháu năm năm hạnh phúc. Rất cảm ơn, xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời trong ban có một lời chân thành đến với hai gia đình tôi. Gia đình ở Sư Phò, các con cháu trong gia đình của tôi hôm nay về để mà dự lễ về của em con Như Thành. Cầu mong cho hai cháu được 5 năm hạnh phúc. Rất chân cảm rất cảm ơn đại gia đình của Di Dường trên thành phố Sư Phò. Rất cảm ơn. Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc. Ok. Ok. 2, 3, yo. Gửi lời chào đến sức khỏe của gia đình và rất chân thành cảm ơn sự hiện diện. Bây giờ xin mời một vị đại diện trong mâm này phát biểu cho hai gia đình tôi một vài lời. Thưa chị, dạ. Thưa anh, dạ. Thưa chị, dạ. Thưa chú, thưa hai con, là bữa nay là ngày vui của bác, của chị với lại hai chị, anh chị, dạ. Với chú cùng hai cháu. Em xin phép để em nói hai với cháu với anh là bác á, coi như là bác mừng dữ lắm, coi như là chúc cho hai con được là dồi dào hạnh phúc, được là suốt cuộc đời như chị như là hai bác vậy đó, hai bác cố gắng nha hai con. Rất chân thành cảm ơn lời chúc của chị hai luôn. Rất chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị đã đến tham dự buổi lễ theo hai con chúng tôi. Bây giờ xin mời một vị đại diện, chắc là phải anh Thu đi phát biểu. Dạ. Dạ. Đó là con cháu chú Thành đây hết. Dạ. Chúng con chúc chú Thành với con gái dưỡng chú Thành bữa nay làm đám cưới với Nguyễn Tấn. Dạ. Tụi con rất là mừng cho gia đình của chú Thành. Dạ. Tụi con uống sẽ uống một ly với chú Thành. Dạ. 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 Trước khi uống ly con gửi thư cho chú Thành. Rất cảm ơn trong bàn này thanh niên hết toàn con cháu và chắc là con của chú hết. Cho anh Trang vào tay. Có tặng hoa, có tặng hoa. 2, 3, yo. Rất chân thành cảm ơn. Me and Queen would like to thank you, all of you, for coming here tonight. I'm gonna toast to you guys, even though you guys are not gonna take any shots. I'll still toast, okay? Would you guys like to say anything? I hope that you guys have a happy life together. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị đã đến thăm dự buổi lễ theo hai con chúng tôi. Không có gì hơn bây giờ, rất chân cảm ơn bây giờ đại diện của quý vị trong đây phát biểu kiến cho chú Tuấn, Quyên đã cho tất cả mọi người đã tới đây dự buổi tiệc đám cưới. Con thầy xin thay mặt tất cả mọi người cảm ơn chú Tuấn, Quyên và ông rất là nhiều. Chúc mừng chú Tuấn, Quyên hạnh phúc trong đó. Cảm ơn. Me and Quyên and our family would like to thank you for coming here tonight. We are really, really happy that you guys are coming for
today. Thank you so much. Would any of you like to say anything? Felicidades y que sean felices para siempre. Congratulations and God bless you forever. Forever. Yeah. Thank you very much. Thank you. And we would like to take a toast. Yeah. Bây giờ một lần nữa hai gia đình, nhà trai và gái, ba về hai gia đình cô chín rất chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các con các cháu đã làm cho hội trường hôm nay rất rạng rỡ, rất chân thành một lần nữa rất chân thành và xin nâng ly, xin chúc mừng đại gia đình đại diện cho các cụ dâu và cụ rể, xin chân thành cảm ơn. Bây giờ ba xin một người đại diện cho phù rể phù dâu phát biểu kiến. Hôm nay rất là vui, rất là vui, rồi á. Con bữa nay con chúc mừng Quyên với Tuấn. Con biết Tuấn rất là lâu rồi. Và con cũng trải qua nhiều kỷ niệm với Tuấn. À, bữa nay là con rất vui cho Tuấn với Quyên. À, mong hai người hạnh phúc trăm năm bên nhau. Xin cảm ơn các con rất nhiều. Cho một tràng pháo tay cho phù dâu phù rể hôm nay. Yeah.
cô dám hôm nay đến quê hương tôi, quê hương xin xin quê hương yêu mình, quê hương xin xin quê hương hòa bình, đường nở hoa đang xanh vào khi đẹp làm sao muốn bay cầm cờ, chờ nhìn non bé bon ngọt tre cắn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới trên hai sông ai dìu hồng, lâu thật lâu mới thấy được ngày mưa. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xe, cô dâu con đi trong vì điều, cô dâu non chúng ta mà cha nhà ai có ông gì quý, nhà nhà ai có cô dâu hiền, ô tay có con lợn quay rồi đầy bông cao đầy buồn, đây buồn vui hiếm hoi ngày cưới đông chặt tay trong buồn cười ra mà xem mới thấy được ngày vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi đem người ta họ với nhau rồi, em ơi người tình tôi ơi, em ơi kia cho mình cuộc tình sao chưa. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, đem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chia chung mình chung tín đi rồi. Xin cảm ơn quý vị, rất chân thành cảm ơn. Chú để làm sao mày ngửa mặt lên để cô vô ở trên hung xuống. Không được như vậy mới làm trăm năm bạc đầu. Có nhận không? Quý vị có đồng ý với mình không? Quý vị, quý vị, 1, 2, 3, yeah! Thank you. Đó, chú thấy em trăm năm bạc đầu. Tướng lêu lý trường của anh của em, đâu đâu nào anh ơi. Tướng lêu lý trường của anh và của em, đâu đâu nào anh. Tướng lêu lý đó ta xây bằng tuyến bằng bình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn còn đang còn xì, các bạn nhớ mình không chắc sẽ buồn mút bằng tiền, tiền tiền chưa chắc đã chậm sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh, đẹp mãi dưới tường lều tranh chơi anh thành. Những xanh tình kết làm bạn, đời mình xin có chút trên đầu hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cũng qua mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi tranh. Dù nghèo cuộc sống vẫn tê êm mà hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng nào cho ta là. Tướng lêu lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Tướng lêu lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Tướng lêu lý đó ta xây bàn chiến bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn còn xin, tình mình không chắc thế mua cũng bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu tôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh, để mình đẹp mãi dưới tình lều tranh. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Thank you. Hỡi người yêu, em như là ánh sao lên trong mặt trời. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.